Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng như những ngày vừa qua tại khu vực miền Bắc và miền Trung thì chỉ cần ra đường thôi đã khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy nóng nực, dễ mệt mỏi, chưa nói đến việc là có thể tham gia vào những hoạt động khác. Vâng, thế nhưng không vì thế mà các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng lại bị xếp lại chỉ vì thời tiết. Chị Trang và quý vị khán giả có biết không, hàng trăm người ngày hôm qua đã cùng nhau tham gia một hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 tới đây. Vâng, và chúng tôi rất là hy vọng là sau khi xem những cái hình ảnh sau đây thì quý vị và các bạn sẽ có những suy nghĩ và thay đổi tích cực hơn về vấn đề này để từ đó nâng cao ý thức của mỗi chúng ta trong việc bảo vệ môi trường sống. Hơn 300 người đủ các lứa tuổi xuất hiện giữa trưa nắng với những bao lớn, bao nhỏ chắc chắn là điều kỳ lạ đối với những người dân ở quanh đây. Chăm chú quan sát, rồi mọi người cũng hiểu lý do đoàn người này xuất hiện. 12 nhóm được chia ra có 12 nhiệm vụ khác nhau. Và chẳng có một cọng rác nào thoát được khỏi tầm mắt của 36 em trong nhóm ít tuổi nhất được phân công thực hiện vệ sinh rác tại khu vực chân núi. Vừa làm, nhưng đồng thời kết hợp cả tìm hiểu và vui chơi. Đây có lẽ là một trải nghiệm bổ ích nhất trong dịp 1 tháng 6 năm nay của các em. Các em mới tham gia rất là nhiệt tình, dù rất là còn bé nhưng mà các em mới nhặt được rất là nhiều. Con thấy các bạn nhặt được rất là nhiều túi, rất là to. Thấy cái rác là mình có kiểu phản xạ tự nhiên là mình sẽ nhặt lên. Đỉnh núi, đường đi, bờ suối, thậm chí là cả lưng chừng núi treo leo nhất. Các tình nguyện viên cũng tìm cách đến và thu gom rác. Một giây vứt rác thì dễ, nhưng nhặt lại mới thấy vất vả và tốn công sức đến thế nào. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ buổi sáng thôi thì một nhóm tình nguyện với khoảng gần 10 người đã thu gom được khoảng 4 bao tải rác như thế này. Và tôi có thể chắc chắn rằng một điều rằng là dù có làm việc cật lực trong ngày hôm nay thì họ cũng không thể nào thu gom được toàn bộ số rác tại khu vực này cả. Thế nhưng mà chắc chắn một điều rằng điều họ đem đến đấy chính là việc tăng cường cái ý thức cho các em nhỏ, cho mọi người xung quanh, trong đó thì có người dân địa phương và kể cả du khách ở đây nữa. Hôm nay tất cả đoàn của mình đi nhặt rác cái này là rất tốt cho môi trường, nhưng mà cứ mà như nhiều người mà được có ý thức như những người đấy thì đúng là dân Việt Nam mình không phải rác rưởi bẩn thỉu như thế thôi. Ngày Chủ nhật Xanh có sự tham dự của các bạn sinh viên 10 trường đại học, thành viên câu lạc bộ Thăng Long IDEA Việt Nam và các sư thầy Đại Bảo Tháp Tây Thiên với mục đích là cùng nhau chung tay hành động, truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và di sản văn hóa.